Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhà nước pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây: tăng cường ngăn chặn hoạt động của tín dụng đen; ngành thuế Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền vận động hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi lên doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, hoạt động cho vay, thế chấp, cầm cố tài sản dưới hình thức tín dụng đen trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Kéo theo đó là các dịch vụ đòi nợ thuê từ các băng nhóm gây mất an ninh trật tự. Đặc biệt, tín dụng đen đang len lỏi về các làng quê nghèo, khiến cho bao nhiêu gia đình điêu đứng, tan cửa nát nhà. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, nhiều ổ nhóm cho vay nặng lãi đã bị triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng bảo kê đòi nợ thuê. Mới đây, Chính phủ cũng đã ban hành chỉ thị về tăng cường ngăn chặn tín dụng đen, xử lý nghiêm đối với hoạt động phạm pháp này trên phạm vi toàn quốc. Theo số liệu thống kê, riêng Công an tỉnh Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2019 đã khởi tố, điều tra và xử lý 51 vụ, 170 bị can có liên quan đến hoạt động tín dụng đen, trong đó có 23 vụ, 86 bị can bị khởi tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ngày 9 tháng 8 vừa qua, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ Lê Tuấn Anh, 21 tuổi, và Nguyễn Đức Anh, 19 tuổi, đều ngụ tại xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa, để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản của người khác. Theo điều tra của Công an thành phố Thanh Hóa, khoảng 3 giờ ngày 1 tháng 7, Lê Tuấn Anh và Nguyễn Đức Anh mang một lượng lớn chất bẩn được trộn lẫn từ sơn, dầu lin đến phố Đinh Công Tráng, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Quan sát xung quanh thấy vắng người, Lê Tuấn Anh và Nguyễn Đức Anh đã ném chất bẩn vào một cửa hàng, làm bẩn rất nhiều quần áo đang bày bán. Thủ đoạn này được các đối tượng cho vay nặng lãi thường xuyên sử dụng để gây sức ép, đe dọa tinh thần người vay tiền, buộc phải trả nợ. Các đối tượng cho vay nặng lãi hoạt động tín dụng tư nhân, thủ tục khá đơn giản, không cần thế chấp, không nằm trong pháp luật về hoạt động tín dụng ngân hàng. Lực lượng cảnh sát hình sự cũng như là lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để xuống dưới cơ sở để nắm bắt từng thôn, từng địa bàn một, đặc biệt là đối với những địa bàn mà có các cái dịch vụ tài chính hoặc là dịch vụ cầm đồ, động viên người bị hại khai báo, sau đó là họp và lập án để đấu tranh. Để đẩy lùi nạn tín dụng đen, hiện nay các ngành các cấp trên địa bàn tỉnh đang tập trung tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị số 12/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu cao nhất là tạo sự đồng thuận xã hội và sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng chống tín dụng đen. Bên cạnh đó, lực lượng công an tích cực điều tra làm rõ các vụ án xảy ra liên quan tín dụng đen, nhất là các vụ án dư luận xã hội quan tâm, nâng cao tỷ lệ điều tra các vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng, đồng thời phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hoạt động tín dụng đen gây nên những hệ lụy như thế nào? Hoạt động bất hợp pháp này sẽ bị xử lý ra sao? Người dân cần làm gì để không bị sập bẫy tín dụng đen? Để tìm hiểu thêm thông tin xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Lê Thị Hiền Lương, Giám đốc Công ty Luật Quốc tế Hoàng Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa luật sư, hiện nay thì xuất hiện nhiều hoạt động của tín dụng đen và điều này thì nó ảnh hưởng đến an ninh trật tự và có thể đẩy cái người đi vay nợ vào cái con đường kiệt quệ về kinh tế. Vậy luật sư có thể cho biết thêm về những cái hệ lụy của nạn tín dụng đen hiện nay? Hoạt động cho vay nặng lãi hiện nay thì nó diễn biến ngày càng phức tạp và nó hoạt động có tổ chức và thường tổ chức dưới dạng là khi mà đòi nợ thì tổ chức có những cái tổ chức xã hội đen nó đứng ra đòi nợ và siết nợ, và khi mà cái người đi vay người ta vay với một cái mức lãi suất cao thì sau một thời gian họ không trả được nợ, và vì vậy thì cái người cho vay người ta tổ chức những cái tổ chức đến để đòi nợ, thậm chí là siết tài sản, siết nhà và dẫn đến cái người đi vay là mất hết tài sản, mất hết nhà. Thưa luật sư có thể cho biết là theo quy định của pháp luật thì cho vay nặng lãi và tín dụng đen trong những cái trường hợp nào thì sẽ bị xử lý hình sự? Thì cái hành vi cho vay nặng lãi sẽ bị xử lý theo quy định của Bộ luật hình sự khi đáp ứng đủ hai điều kiện. Cái điều kiện thứ nhất tức là cái người cho vay nó phải cho vay gấp 5 lần cái mức lãi suất mà pháp luật cho phép. Và cái điều kiện thứ hai tức là để người bị xử lý là họ phải thu lãi cái mức từ 30 triệu đồng trở lên thì sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự, hoặc là cái hành vi đó đã bị xử lý hành chính hoặc đã bị kết án về cái tội cho vay nặng lãi và chưa được xóa án tích
nhưng vẫn tiếp tục cho vay nặng lãi thì sẽ bị xử lý theo quy định tại điều 201 của Bộ luật Hình sự. Vậy luật sư có cái khuyến cáo như thế nào để người dân tránh xa cũng như là không bị sập bẫy tín dụng đen? Hoạt động cho vay nặng lãi thì nó hoạt động nó núp bóng dưới nhiều cái hình thức. Ví dụ như là cho vay cầm đồ này, lãi suất này, có lãi suất này, rồi các công ty tài chính cho vay, nhưng thực chất là họ hoạt động rất là có tổ chức và rất chuyên nghiệp. Vì vậy là người đi vay cần phải tỉnh táo trước khi mà mình đến vay tiền của các tổ chức cũng như là các công ty tài chính hay là đi cầm đồ. Và khi mà đã đi vay rồi thì mà trong một cái thời gian nhất định và cũng như là cái thỏa thuận với người cho vay mà người đi vay không trả được nợ thì sẽ bị mất nhà hoặc là mất tài sản. Xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, tính đến tháng 8 năm 2019, toàn tỉnh đã thành lập mới được gần 2.000 doanh nghiệp. Kết quả này có sự đóng góp của ngành thuế trong việc tuyên truyền vận động các hộ đủ điều kiện chuyển đổi lên doanh nghiệp, hỗ trợ các thủ tục pháp lý, hồ sơ kế toán thuế cho doanh nghiệp mới thành lập. Theo thống kê của Chi cục Thuế thành phố, hiện nay trên địa bàn thành phố có khoảng 3.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong 8 tháng năm 2019, thành phố đã thành lập mới được 751 doanh nghiệp, đạt 60% kế hoạch tỉnh giao. Để hoàn thành mục tiêu thành lập doanh nghiệp mới trên địa bàn, thành phố đã xây dựng phương án kế hoạch cụ thể giao cho từng phường xã. Cùng với đó, thành phố cũng đã ban hành và thực hiện kế hoạch đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân năm 2019 với mục đích nâng cao kiến thức, sự tự tin cho các đối tượng được đào tạo, tạo phong trào khởi nghiệp sâu rộng, đồng thời nâng cao trình độ trong quản trị doanh nghiệp để nâng cao khả năng lãnh đạo. Bên cạnh các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của các địa phương, Cục Thuế Thanh Hóa cũng chỉ đạo các chi cục thuế các huyện, thị, thành phố cử cán bộ tăng cường rà soát, quản lý thuế khoán đối với các hộ, đồng thời thành lập tổ công tác tuyên truyền vận động phát triển doanh nghiệp đến từng hộ, giúp các hộ thấy được lợi ích khi chuyển đổi lên doanh nghiệp. Qua cái thời gian doanh nghiệp mới thành lập thì cũng được cơ quan thuế, cụ thể là Chi cục Thuế thành phố Thanh Hóa hỗ trợ khá nhiều về cái thủ tục để làm hồ sơ. Cái nữa là Chi cục Thuế thành phố thì liên tục có những cái buổi tập huấn để doanh nghiệp có các cái kế toán nắm bắt kịp thời cái chính sách của nhà nước và cơ quan thuế. Qua cái công tác bán hàng thì cũng nhiều cái mình thấy là cái bất lợi nếu như mà mình không chuyển đổi qua doanh nghiệp, vì là hồ sơ khi mà khách hàng người ta mua hàng thì người ta cũng cần hóa đơn. Đấy, thì khi đấy thì mình cũng không có hóa đơn để mà cung cấp cho khách hàng thì thấy đấy là cái việc bất lợi cho cái việc kinh doanh. Cho nên là để gia đình nghiên cứu rồi thủ tục để thành lập cái doanh nghiệp. Thời gian qua, Cục Thuế Thanh Hóa đã chỉ đạo các chi cục thuế bám sát quy định của luật doanh nghiệp để ra soát, vận động, hỗ trợ các hộ kinh doanh có sử dụng từ 10 lao động trở lên đăng ký thành lập doanh nghiệp. 100% các chi cục thuế phối hợp chính quyền địa phương thành lập các tổ tư vấn cung cấp và hỗ trợ kịp thời các thông tin pháp lý, giải đáp liên quan đến chính sách thủ tục về thuế ban đầu, các dịch vụ hỗ trợ liên quan cho doanh nghiệp mới thành lập. Chúng tôi luôn luôn có một cái tổ thường trực ở cái bộ phận một cửa để giải quyết tất cả những cái vướng mắc đối với những cái việc mà thành lập doanh nghiệp mới. Đối với những cái doanh nghiệp mà thành lập mới trong năm thì chúng tôi luôn luôn có những cái cán bộ quản lý để mà thực hiện hướng dẫn về mặt chuyên môn đối với những doanh nghiệp mới đó. Và nếu có những cái trường hợp mà những cái đơn vị thành lập mới mà kê khai tốt và thực hiện cái việc mà không chậm nộp tờ khai, thực hiện cái việc kê khai theo đúng quy định pháp luật thì chúng tôi trong năm đầu thì chúng tôi cũng không thực hiện là cái việc mà kiểm tra thanh tra tại trụ sở. Với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, năm 2018, ngành thuế Thanh Hóa tiếp tục rà soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế, thực hiện kê khai nộp thuế hoàn thuế điện tử, bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế, 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được kiểm tra, xử lý đúng thời gian quy định, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện mục tiêu phát triển 3.000 doanh nghiệp trong năm 2019 này. Chuyên mục Nhà nước pháp luật hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.